Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt trong vườn quốc gia Chư Mâm Ray, di sản Đông Nam Á. Nơi này là một khu bảo tồn đa dạng các loài động thực vật. Ngày hôm nay thì em và anh Quốc Việt đang có mặt tại khu vực thung lũng Gia Pốc, một khu vực với những cái rừng cây khộp. Địa hình vùng này thì nó rất là bằng phẳng, cho nên hy vọng là cái chuyến đi này nó sẽ có những cái điều thú vị gửi đến các anh chị. Rồi, em mời các anh chị cùng theo dõi hành trình tầm lan vườn quốc gia Chư Mâm Ray của em và anh Quốc Việt nhé. Rồi ok, em và anh Việt sẽ cùng lên đường đây. Đi một đoạn thì em bắt gặp ở đây có một cây giáng hương rất là nhỏ. Có cây giáng hương con ở đây nhưng hiện tại thì không thấy cây mẹ. Lấy được cây gì đây anh? Giáng hương em. Giáng hương tam bảo sắc à? Anh Việt đã lấy được một cây giáng hương tam bảo sắc khá là to ạ. Cái này phải 2 3 4 5 6 7 7 cặp lá. 7 cặp lá. À còn xin luôn. Chưa có ngọn hoa. Cây này mà đến mùa hoa mà nó ra từ cái kẽ này ra này. Cái này phải 3-4 vòi hoa. Từ những cái nách lá này ra này. Hoa rất là thơm. Nở vào khoảng tháng 5. Đi một đoạn thì hai anh em đã bắt gặp được một bụi giả hạc. Rất là vui các anh chị và các bạn ạ. Anh Việt đang lấy nguyên bản khúc giả hạc này. Đây là một bụi giả hạc nó mọc ở trên một cái dây leo. Có kích cỡ khoảng 6-70cm. Nhìn bụi này khá là đẹp. Ban đầu thì hai anh em tưởng là tích tụ khi mà nhìn từ xa. Tuy nhiên thì khi trèo lên thì đã xác định lại đây là giả hạc. Và đây là giả hạc chuẩn vùng miền luôn, Chư Mâm Ray. Thật sự quá là may mắn. Thôi, cầm xuống kia đã. Ok. Để em ra em cầm. Cái này lá dài lắm. Nào thả xuống. Ui. Cái dây leo này nó có sức bật rất là mạnh. Tí thì lôi em đi. Cái dòng hạc moray này lá nó dài, thuộc dòng lá tre. Nó khác hẳn so với giả hạc Yali. Yali thì lá bầu, lá mít nhiều hơn. Rồi anh xuống giữ cho em. Này. Rồi, người thợ rừng của chúng ta sẽ bắt đầu lấy nguyên bản cây này. Cảm giác của anh lúc này thế nào? Đi sáng giờ được là thấy đã đủ nghề công rồi. Bụi đẹp quá nhỉ. Cái này phải 70-80, còn 60 nữa. Mồ hôi ra nhẹ nhõi, vẫn vui. Rồi, ok. Bụi giả hạc Chư Mâm Ray. Hai anh em đã lấy thành công. Tích tụ nhưng không phải, ai ngờ. Đây. Rất là đẹp luôn. Nó có 1, 2, 3, 4 thân già, 1 thân tơ. Và nó đã xuống lá khá là nhiều rồi để bước vào mùa nghỉ. Nên lòng tiên nhìn là tưởng tích tụ. Đây. Chúc mừng. Ok, anh em. Rồi, để em bỏ ba lô. Hai anh em lại tiếp tục cuộc hành trình tiếp thôi. Quá là may mắn và có duyên. Coi còn sống kiến không ta? Anh Việt có vẻ thích giáng hương nhỉ? Anh Việt lấy về tặng à? Đây cũng là một cây giáng hương nữa. Anh Việt vừa mới hái đây. Những cây giáng hương này anh hái về anh gửi tặng, chia sẻ niềm đam mê.
Đây, ở đây thì em thấy một cây giáng hương tam bảo sắc này. Cây này khoảng 1, 2, 3 cặp lá. Này anh à. Cái này hả? Cây đây, cây này cũng nhiều lắm. Rồi để em trèo lên cho. Cây này nhiều gai lắm. Dễ, gai nó đâm vào da. Làm cũng phải cẩn thận. Không chuẩn anh được. Một cây. Hai cây. Hai cây xuống. Quá lâu luôn. Và bây giờ anh Việt sẽ leo lên cái cây này để lấy hai bụi giáng hương cũng khá là to ở trên cành cây ạ. Cây này trơn đấy anh, cẩn thận nhá. anh ấy đang bị kẹt ở giữa hai cây. Ui. Hai cây. Ui. Anh hại người. May em phản xạ nhanh ấy, không cái cây này nó bay trúng đầu em rồi. Sao trèo gì kỳ cục đấy, càng trèo càng tụt thế. Bây giờ thì cũng đã khoảng 12 giờ trưa. Anh em thì vẫn chưa ăn gì, cũng hơi đói. Nhưng mà thấy Lan thì vẫn cứ gọi là leo lên. Tháo ra cho đỡ trơn đây. Đeo giày leo lên cái cây này trơn lắm. Cây nhìn cái vỏ nó trắng toát thế kia mà. Ngắn nhụi kia mà. Không có cái độ ma sát để cho giày mình nó bám vào. Trèo nó tuột là đúng rồi. Giày giày đinh ấy nhưng mà vẫn không bám nhỉ. Anh lên lấy cái cành đấy, đừng có ném cái cành xuống nhá. Ném nữa là chắc quả này là em dính đòn ấy. Trơn phết. Xong tháo cả tấp ra. Đôi tất mà anh khoe là anh đi một năm rồi không rách ấy hả? Giày rách trước mà tất không chịu rách. Đấy, phải tháo cả tất ra chứ. Tháo giày mà không tháo tất thì còn trơn hơn. Đấy, sau khi tháo giày tháo tất ra thì nhìn anh ấy leo lên có vẻ thoăn thoắt hơn. Cây cũng khá cao. Em phải tránh sang bên này để rồi. Cái dòng giáng hương này thì cái bộ rễ của nó dài đến mấy mét cũng có, tùy vào từng cây khủng. Có những cây khủng thì bộ rễ nó khoảng 3-4 mét. Ủa sao còn cây kia anh không lấy? Đâu? Cái đó. Anh mới hái được một cây này chứ mấy? Hái xuống là vẫn sao dính lại à? Cái rễ nó dài, nó vẫn mắc cái rễ khác vào. Thôi để đấy cho nó sinh sôi này nở ở đấy được. Mai mốt còn có những cây con thì mình quay lại để mình tầm lan tiếp chứ. Lấy cây to này là được rồi. Đấy. Cái đôi này chín đi rừng hơi bị lâu rồi đấy. Biết nút bao rừng bao nhiêu giải hạt rồi đấy.
Đôi giày với đôi tất này hả? Ừ. Vậy thì hai đôi tất là một đôi. Loại gì trên đó anh? Là lạ. À, một loại lạ. Chưa xác định được tên. Rồi, ok anh. À, cái loại này hoa nó nhỏ này. Em cũng không nhớ tên nó lắm. Nhưng hoa cũng rất là hay đấy. Lấy về tặng người ta là người ta thích lắm đấy. Ok. Và em cùng với anh Quốc Việt thì hai anh em đã lội bộ ra được đến chỗ để xe, cũng gần đến đường rồi. Và bây giờ thì hai anh em sẽ phải rời khỏi vườn quốc gia Chu Mon Ray để trở về nhà sau cái chuyến hành trình tầm lan. Ngày hôm nay thì đã hái được giả hạc ở Chu Mon Ray, lấy được nguyên bản cái khúc giả hạc cũng khá là khủng đấy, là một cái niềm vui và cũng là cái duyên rất là lớn đối với hai anh em rồi. Ngày hôm nay thì cảm giác của anh thế nào anh Quốc Việt? Rất vui. Trong bữa tầm lan ngày hôm nay, người ta đi chơi Noel thì mình đi vô rừng mình tầm lan thôi. Đấy. Đúng rồi, người ta có rất nhiều cái thú, người thì mê chim, người thì mê cá. Còn tầm lan cũng là một cái thú vui trong những cái ngày rảnh rỗi. Thôi, không dài dòng nữa, thì bây giờ em sẽ phải lên xe để trở về. Các anh chị theo dõi và thấy hành trình của em hay thú vị thì hãy cho em một lượt đăng ký kênh, bấm chuông bên phải màn hình để có thể nhận được những cái thông báo từ những cái hành trình thú vị nhất mà em sẽ trải nghiệm sắp tới. Rồi, ok, xin chào các anh chị nhé.